top 7 nhân vật mạnh mẽ nhưng không phải kiếm sĩ diệt quỷ. Yo, xin chào 500 anh em sát quỷ đoàn thế hệ 2.0 đã trở lại với channel của mình, bựa trụ Weebu Never Die. Trong Kimetsu no Yaiba, lực lượng đối đầu trực tiếp Clan Demon của Muzan tất nhiên phải là sát quỷ hội với sự dẫn dắt của chúa công Oyakata. Mizunoto đến Hashira, cấp bậc thể hiện trình độ sát quỷ nhân ở đẳng cấp cao nhất, trụ cột. Họ được kỳ vọng sẽ có thể đánh bại được Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Sáu con quỷ đã vài trăm năm nay không ai hạ nổi chúng. Tuy nhiên, sát quỷ đoàn không phải chỉ bao gồm những hiệp sĩ trong tay có kiếm. Rất nhiều cái tên mạnh mẽ còn không được xếp vào cấp bậc cơ bản. Dù vậy, họ lại có vai trò tương đối quan trọng trong công cuộc diệt quỷ cứu người. Anh em có tò mò muốn biết họ là những ai? Ngay bây giờ, hãy cùng bựa trụ Weebu đến với top 7 nhân vật mạnh mẽ nhưng không phải kiếm sĩ diệt quỷ. Get go luôn! Một, Kagaya. Ngài là hậu duệ của gia tộc Ubuyashiki, dính phải lời nguyền bởi một thành viên cá biệt chúa quỷ Muzan. Những việc làm tồi tệ từ khi hóa quỷ của hắn đã gieo một căn bệnh nan y không thể trị khỏi đến tất cả hậu bối đời sau. Tất nhiên, Kagaya-sama không phải là ngoại lệ. Đổi lại, dòng tộc này sở hữu năng lực trí tuệ mạnh mẽ. Nhiều thế kỷ qua đều đứng đầu sát quỷ đoàn chống lại lực lượng quỷ dữ khổng lồ mà Muzan tạo ra. Mặc dù đóng vai trò lãnh đạo các kiếm sĩ diệt quỷ bao gồm hệ thống trụ cột hùng mạnh, chỉ huy Kagaya không thể trực tiếp chiến đấu bởi vì cơ thể quá yếu. Ấy vậy, không ai trong sát quỷ đoàn dám bật nóc phản lại ngài. Đơn giản, chính sách lãnh đạo khiến mọi người đều phải tôn trọng. Sự hiện diện của chủ nhân là mối đe dọa tiềm tàng đối với Muzan. Gần 1.000 năm trôi qua, hắn ta chưa bao giờ đánh bại được hoàn toàn quân đoàn diệt quỷ. Tất cả đều là nhờ có sự thông minh và tài trí của cấp chỉ huy. Sức mạnh không vẫn chưa đủ, cần có một cái đầu xuất chúng để dẫn dắt tất cả mọi người. Kagaya giống như một quân sư, nhân vật điều binh khiển tướng, một mình sắp xếp mọi thứ, dùng trí óc để đối đầu lại kẻ sở hữu sức mạnh tuyệt đối bên phe thú săn người. Cuối cùng, tại ác pháo đài vô cực, ông đã có thể lần đầu tự mình đối mặt trực tiếp Muzan. Ở giây phút cận kề cái chết, ngài không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, trưởng tộc Ubuyashiki chuẩn bị trước kế hoạch gài bẫy gã chúa quỷ, khiến hắn không thể lường trước sẽ có kẻ đánh bom cảm tử, tự mình ôm bom chết chung. 2. Nezuko. Sau khi hai anh em nhà Kamado đánh bại Hạ Huyền Ngũ Rui, họ được triệu tập đến hội nghị của các trụ cột để diện kiến chúa công Kagaya-sama. Tại đây, với sự quyết tâm của Tanjiro, cộng thêm điểm khác biệt mà Nezuko sở hữu, nữ quỷ đã thuyết phục thành công những kiếm sĩ tiền bối, đồng ý cho cả hai anh em hoạt động với nhau như cộng sự trong sát quỷ đoàn. Với ấn chú cựu thủy trụ đặt trong ống tre, cộng thêm nhân tính của cô bé, Nezuko nhiều lần xuất hiện đúng lúc giúp đỡ rất nhiều cho anh trai. Cô là sự bổ sung không thể thiếu trong mọi trận chiến. Dù biến thành quỷ từ lâu nhưng lại không nằm trong sự kiểm soát của Muzan. Với dòng máu thích nghi tốt, bé nấm sở hữu huyết quỷ thuật đặc biệt có tên là bộc huyết, cho phép tấn công trực tiếp vào các con quỷ khác, điều mà gần như chỉ có Muzan mới làm được. Khi kết hợp Nhật Luân kiếm, bộc huyết sẽ đốt cháy khiến nó hóa đỏ, tăng sát thương, chém ra những vết thương rất khó phục hồi. Càng ngày, sự hiện diện của cô bé càng trở thành cái gai trong mắt mụ rán. Tuy vậy, hắn ta lại không muốn trừ khử một trường hợp đặc biệt như Nezuko. Hứa chỉ ra lệnh, nếu có thể, giết chết Tanjiro và mang Nez về để nghiên cứu. Dù không sử dụng kiếm chiến đấu, cô bé vẫn là một thành viên tuyệt vời ông mặt trăng trong sát quỷ đoàn. Thậm chí có thể kháng lại ánh thái dương, điều mà Muzan có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. 3. Tamayo. Từ một trợ tá đắc lực, Tamayo nhân cơ hội Muzan bị Yorichi truy sát, cô ấy trốn khỏi sự kiểm soát và tự mình chọn con đường riêng, qua đó trở thành con quỷ đầu tiên không bị khống chế bởi chúa quỷ. Hối hận vì giết nhiều người vô tội trong quá khứ, Tamayo chọn cách chữa bệnh cứu người để lấy công chuộc tội. Cô đảm nhận vai trò như một bác sĩ, chỉ uống máu có sẵn trong bệnh viện nhằm duy trì thể trạng. Từ khi không còn làm cô y tá may mắn cho ông Boss Sugar Daddy, Tamayo chưa hề hại bất kỳ ai. Tuy vậy, nỗi đau năm xưa vẫn không thể nguôi ngoai. Suốt cuộc đời mình, nữ nhân xinh đẹp chỉ có một ước mơ duy nhất, tìm cho ra phương thuốc có thể giết chết Muzan, mang tới sự bình yên cho nhân loại. Cuối cùng, với sự tiến cử của Tanjiro và lời mời gọi từ chúa công Oyakata, Tamayo quyết định đến Hiệp hội Sát Quỷ để cùng Shinobu điều chế loại thuốc kịch độc dành riêng cho con quái vật ấy. Ở ác pháo đài vô cực,
Khi Kageya hy sinh bản thân, Tamayo cũng chọn cách tương tự để làm suy yếu Muzan. Cô cho hắn chơi món đồ quá liều bao gồm 3 tác dụng: nhân hóa, lão hóa và chống phân tách. Counter toàn bộ khả năng mạnh nhất của hắn. Qua đó tạo tiền đề để các trụ cột và kiếm sĩ trẻ tuổi thiêu đốt thân xác chú quỷ dưới ánh mặt trời. Đâu phải cứ kiếm trong tay mới diệt được quỷ đâu. Có câu đàn bà thâm độc, quả không sai anh em nhở. 4. Yushiro. Yushiro mắc một chứng bệnh khó trị, cơ thể ngày càng yếu đi, chỉ trực chờ tử thần gõ cửa. Nhưng không, người đến bên cậu lúc cận kề cái chết lại là một cô nàng xinh đẹp, tóc tai trải chuốt. Anh chấp nhận lời đề nghị hóa quỷ để giữ lại tính mạng này, đồng thời cam kết thực hiện công việc cứu người như một khế ước. Yushiro cực kỳ hâm mộ Tamayo, ân nhân cứu rỗi cuộc đời anh. Hai người tạo thành bộ đôi quỷ tốt, hành y khắp nơi. Nỗi sỉ nhục đối với kẻ luôn tự tôn bản thân như Muzan. Giống như chủ nhân, Yushiro đóng góp rất nhiều vào chiến thắng phe sát quỷ đoàn ở phần cuối truyện. Chính anh đã sử dụng huyết quỷ thuật khống chế ả tì bà Nakime Tân Thượng Tứ, khiến Muzan phải đưa ra yêu sách tự kết liễu thuộc hạ để không bị bất lợi. Nhờ đó, pháo đài vô cực sụp đổ, các trụ cột có cơ hội ngoi lên mặt đất chiến đấu. Nếu không, cứ ở trong vòng xoáy của Nakime chẳng khác gì cá nằm trong giọ, hoàn toàn bị kiểm soát bởi huyết quỷ thuật của ả. Miệng nói rằng hành động chỉ vì người tình trong mơ Tamayo. Ấy vậy, tất cả đóng góp giao tranh của anh đều được nhớ đến như một thành viên của sát quỷ hội. Sau tất cả, khi mọi người đều hy sinh hoặc chết do tuổi già, Yushiro vẫn sống khỏe đến tận đời con cháu. Anh chọn công việc vẽ chân dung, tranh không bán, chỉ ngắm cho vơi bớt nỗi nhớ nhung người mình thương. 5. Tanjiro. Ông là cha ruột của thằng Men Tanjiro, hậu duệ chính tông nhà Kamado. Nổi tiếng với vũ điệu hỏa thần và đôi bông tai Hanafuda được truyền lại từ đệ nhất kiếm sĩ Yorichi. Gia tộc Kamado thực sự không dễ đụng đến, dù Muzan rất muốn hạ sát họ. Chả biết vì lý do gì, suốt 400 năm qua, các thành viên trưởng tộc Kamado chưa bao giờ ngán ngại lũ quỷ cả. Chấp luôn Muzan có biết hay không cũng méo hề dám đụng đến họ. Điều đó cho thấy những người như Tanjiro thật sự rất bá đạo. Tanjiro sử dụng được hơi thở mặt trời cũng là do cha cậu truyền lại. Đẳng cấp còn kém xa so với người đã múa nó nhiều năm qua. Theo lời cậu cả nhà Kamado, dù cha cậu bị bệnh nặng nhưng chỉ cần thực hiện điệu múa hỏa thần, có ở trong điều kiện khắc nghiệt như đứng dưới tuyết rơi thì ông vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Chi tiết này chứng minh rằng Tanjiro đơn giản, ông không dính líu đến việc diệt quỷ. Trừ cái tầm của ông cầm kiếm chiến đấu thì vài ba con quỷ thượng huyền tuổi gì mà sánh vai, nhở? Trên trán ông ấy có một vết bớt giống hệt con trai mình. Không có gì ngạc nhiên nếu đó là ấn diệt quỷ. Vì đã sống qua độ tuổi 25, có nghĩa là Tanjiro chưa hề kích hoạt sức mạnh ấn diệt quỷ lần nào trong đời. Thật đáng mong chờ màn thể hiện của Papa anh em Kamado. Liệu rằng đẳng cấp của ông có đủ sức chơi lại thượng huyền nhất không? Anh em comment bên dưới cho mình biết ý kiến mọi người nhé. 6. Vợ của Uzui. Ở vị trí kế cuối, vợ của âm trụ Uzui. À mà thực ra thì có tận 3 người. Không giống đại đa số đàn ông trung tình mỗi một cô gái, gia tộc ninja nhà Tengen lại có truyền thống tam thê tứ thiếp. Đó được xem như là thông lệ bắt buộc. Át cũng muốn thế anh em ạ. Nói nhỏ thôi nhá. Cậu được 3 cô vợ xinh đẹp đẫy đà, lại còn là Kunoichi trung thành hết mực. Họ tạo thành gia đình 4 thành viên cực kỳ bá đạo. Không dễ gì mà ăn hiếp bà lớn hay bà nhỏ. Suma, Makio, Hinatsuru, họ đều đồng lòng hướng về người chồng hào nhoáng Uzui Tengen. Chấp nhận dấn thân vào hang quỷ âm trụ hay các kiếm sĩ trẻ tuổi, ba cô nàng vẫn biết cách để lại điểm nhấn, không hề phế như nữ ninja nào đó làng lá. Ở trận đại chiến anh em Thượng Huyền Lục, chị cả Hinatsuru tung Shuriken tẩm chất độc chống hồi phục chúng người Gyutaro, tạo điều kiện giúp chồng mình và thằng em Tanjiro có khoảng trống phản công kịp thời. Uzui nhìn thấy hết lời ca ngợi những người vợ mạnh mẽ của mình. Anh hứa sẽ đền đáp đầy đủ 246, 357 cho các cô gái. Chỉ xả hơi mỗi ngày chủ nhật thôi. Thực chất, tác giả Goto đã phác họa hình tượng ba cô vợ nhà Uzui dựa trên tính cách và gương mặt của bộ ba tấu hài Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, nhưng là phiên bản nữ của họ. 7. Genya. Cùng được tuyển chọn vào sát quỷ đoàn sau khi hoàn thành thử thách tại bài thi cuối cùng, Genya debut là nhân vật ngầu lòi bí ẩn hơn cả. Cậu là em trai ruột phong trụ Sanemi, dấn thân vào con đường diệt quỷ vì muốn được phong sẹo công nhận mình. Chớ trêu thay, thanh niên lại không sử dụng được bất kỳ hơi thở nào.
bù lại trời ban cho cậu năng lực đặc biệt. Một chiếc bụng siêu cấp VIP Pro có thể tiêu hóa thịt loài quỷ và dùng được sức mạnh của chúng, kể cả là huyết quỷ thuật. Từ đầu chuyện chỉ nghe đến việc quỷ ăn thịt người, Genya lại là trường hợp cá biệt làm điều ngược lại. Cậu còn chơi luôn thanh kiếm bọc huyết quỷ tuyệt kỹ thượng nhất của Kushibo, qua đó khiến cho ông ấy hiện hình một nhân vật gớm ghiếc, gián tiếp đẩy cụ nhất vào con đường seppuku tự vẫn mà chết vì quá xấu hổ. Mệnh danh kiếm sĩ sát quỷ đoàn, Genya chưa bao giờ hạ bất kỳ con quỷ nào bằng kiếm. Thay vào đó, thanh niên này toàn chơi súng, cũng như giở cái trò ăn thịt ngược lại lũ quỷ. Át nghĩ nếu như không phải đối đầu thượng huyền nhất, tầm tầm thượng tứ trở xuống, em trai phong sẹo sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu của mấy con quỷ cấp cao này. Ok, trên đây là video top 7 nhân vật mạnh mẽ nhưng không phải kiếm sĩ diệt quỷ. Anh em còn biết thêm cái tên nào khác không nhở? Rồi, và như thường lệ, sau đây sẽ là phần dành cho khán giả. Chào đón 3 bạn mới đến với channel Weeaboo Never Die. Đầu tiên là bình luận của bạn Hào Noob TV. Em mong là anh sẽ sống đâu hơn, còn để làm clip cho bọn em xem nữa. Ơ kìa, bạn nói câu đó thì khác gì Ted Đít Át chứ. Dỗi thật sự đấy. Tiếp theo là bình luận của bạn Tân LH. Anh ơi, trong tất cả các hơi thở, anh thấy hơi thở nào ngầu nhất và hơi thở nào anh thích nhất ạ? Mong anh trả lời. Tất nhiên là hơi thở của bự trụ, chém gió thành bão rồi. Và cuối cùng là bình luận của bạn Rui Sama. Em thích Duma là vì hợp gu em. Thế thì gu em lại mặn quá cơ. Né né ra anh em nhá. Như vậy là video kết thúc rồi. Chúc mừng 3 bạn trẻ. Những ai chưa được lên TV thì cũng đừng lo lắng, sẽ đến lượt các bạn nhanh thôi. Nếu thích video này, ấn nhẹ một like, một đăng ký kênh để Át biết có thêm động lực ra video hay hơn phục vụ anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.